Em Hòa xin kính chào quý anh chị cùng quý nhà đầu tư. Và hôm nay em Hòa tiếp tục đi săn cho quý anh chị. Chúng ta được một sản phẩm, một lô đất có tổng diện tích là 1,1 hectare nha quý anh chị. Trên đất có phun cà phê độ khoảng 1.000 cây cà phê tơ đẹp như thế này nha quý anh chị. Và độ khoảng 400 trụ tiêu và 10 cây sầu riêng. Có một căn nhà dãy và nó ôm theo cái mặt đường nhựa là lên đến là hơn 60 mét mặt đường nhựa. Và địa chỉ của sản phẩm lô đất này thì thuộc huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai nha quý anh chị. Từ vị trí lô đất này mà quý anh chị chúng ta di chuyển ra đến con đường quốc lộ 14A tuyến xe chạy Bắc Nam, bán kính độ khoảng 3 km cho quý chị, và về đến trung tâm của thị trấn bán kính độ khoảng 5 km và ra đến thành phố Pleiku rơi vào khoảng 50 km nha quý chị. Lô đất của chúng ta có địa thế là vô cùng là bằng phẳng nha quý anh chị, và một chân đất đỏ ba gian như thế này. Điện nước đầy đủ nha quý anh chị nhé. Điện nước đầy đủ. Cà phê là cà phê tơ độ khoảng năm thứ 6, năm thứ 7 nha quý anh chị nhé. Tiêu độ khoảng 400 trụ là như thế này nha quý anh chị. Ngoài ra thì gia chủ trồng thêm mãng cầu này quý anh chị này, mấy chục cây mãng cầu nữa. Lô đất của chúng ta là một hình chữ nhật cũng khá là đẹp nha quý anh chị. Đất bằng phẳng và nằm ngay trong khu vực khu dân cư luôn quý anh chị. Đây, cà phê thì theo như em nhìn nhận thì cà phê thì cũng có cây rất là sai, cũng có cây thì nó ít trái thôi quý anh chị. Như cây này là nó cũng ít trái này, như cây này thì nó là sai này quý anh chị này. Đó. Nhưng mà được cái là cà phê tơ, vị trí rất là đẹp nha quý anh chị, vị trí cực đẹp luôn quý anh chị. Đấy, cà phê tơ này quý anh chị này. Đây là cái con đường đi ở giữa đất nha quý anh chị. Như cái này rất là sai, cà phê tơ rất đẹp nha quý anh chị. Đây, tiêu này 400 trụ tiêu nha quý anh chị nhé. Và với mức giá bán mà gia chủ đang mong muốn cho tổng diện tích là 1 hectare mốt, mức giá bán là 1 tỷ 300 triệu nha quý anh chị. Vị trí cực đẹp nha quý anh chị nhé. Về nguồn thu thì năm nay quý anh chị chúng ta thu cà phê này, năm sau quý anh chị chúng ta có thể làm lại bài bản cà phê, cành chồi, phân do thì nguồn thu nó sẽ mạnh hơn nhé. Trước mắt là chúng ta sẽ thu cà phê và 400 trụ tiêu như thế này. Có cả cau nữa quý chị nhé. Đây, có khoảng 40 cây cau như thế này nữa quý chị. Quý chị chúng ta mua về thì chúng ta có thể làm một cái nhà vườn ở đây nhé quý chị. Ở đây vô cùng là thoáng mát luôn quý chị. Thế đất là vô cùng là bằng phẳng này quý chị. Bằng phẳng nhé. Trên đất đỏ ba gian. Lô đất của chúng ta là rất chi là gần quốc lộ 14 nha quý chị. Và bây giờ em sẽ tiến lên em quay căn nhà cũng như là mặt đường nhựa cho quý anh chị chúng ta cùng xem ạ. Theo như em thấy thì chúng ta sẽ có lưới B40. Đây là vây xung quanh hết này quý chị này. Rào hết xung quanh nha quý chị. Hai bên nha quý chị nhé. Mình sẽ tiến lên em quay căn nhà cho quý chị chúng ta cùng xem. Cũng có khá nhiều loại cây ăn trái này quý chị. Đây là cây bồng, cây bưởi đúng không quý chị. Trên này thì sẽ có mấy chục cây bơ nữa quý anh chị nhé. Bơ này.
Và chúng ta sẽ có một căn nhà đây quý anh chị. Một căn nhà xây, nhà dãy nhé quý anh chị. Một căn nhà nhỏ nhỏ thôi quý anh chị nhé. Đó, mặt trước là mặt đường nhựa quý anh chị. Và đây là mặt đường nhựa nhé quý anh chị nhé. Thẳng theo hướng này quý anh chị, chúng ta di chuyển ra đến quốc lộ 14A đây quý anh chị. Đường thì hai ô tô có thể né nhau thoải mái nhé quý anh chị. Ranh giới là rõ ràng đấy quý anh chị. Từ cái mép bên này và kéo sang phía bên đây quý anh chị nhé. Khoảng 65m mặt đường như thế này nhé quý anh chị. Mặt trước thì có khoảng 10 cây sầu riêng, nhưng mà gia chủ không có chăm sóc kỹ nhé quý anh chị. Đây là khu dân cư ở khá là đông nha quý anh chị. Đó, và quý anh chị chúng ta quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ cho em nhé. Em sẽ gửi đầy đủ thông tin để quý anh chị chúng ta cùng tham khảo và dẫn quý anh chị đến tận nơi xem thực tế sản phẩm lô đất này. Và em cũng xin kết thúc video của mình tại đây ạ.